Dạ vâng, shop xạ thủ PCB Ba Miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Lời đầu, lại cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những niềm đam mê của mình. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em lại gửi bưu giới thiệu cho các bác, giới thiệu anh em một mẫu FXQK2 và cấu hình cũng gọi là tầm cao cho các bác, cho anh em. Và cấu hình tầm cao như nào và giá thành ra sao? Thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì cho shop em giới thiệu qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán. Một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em có thể hoàn hàng, gửi lại shop. Hàng thì bên em lúc nào cũng là uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Về phần COD thì các bác, một cây củ như này bên em phải bóc tách ra làm chia làm 2 và 3 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em thì các bác và anh em nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác của anh em thì các bác và anh em có thể hoàn hàng, gửi lại shop. Hàng bên em lúc nào cũng là uy tín, chất lượng để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Về phần thứ hai này, em có phục vụ các bác, phục vụ anh em là lắp ráp và căn chỉnh gửi xe nguyên cây. Gửi xe thì các bác và anh em là được nhiều quyền lợi hơn, là bên em lắp ráp và căn chỉnh ok một cây củ như này và đóng gói trả hàng và đi test căn chỉnh, trả video thực tế cho các bác, trả video thực tế cho anh em, nên các bác và anh em yên tâm không bao giờ có tình trạng lừa đảo xảy ra. Trong khi lắp ráp mà có do lỗi nhà sản xuất là bên em đã loại bỏ qua hết sang một bên, nên các bác và anh em yên tâm lúc nào cũng đồng tâm đồng trục, đạt độ trụm đến 100% em mới trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Hàng lúc nào cũng là ok, chất lượng nhé, lúc nào cũng là uy tín, chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em. Gửi xe thì bên em gửi tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta, cũng như là 63 tỉnh thành, thì các bác và anh em chỉ việc nhận hàng và về nhận hàng, có gì điện cho em qua video thực tế là nhận hàng đầy đủ mặt hàng của các bác, đúng mặt hàng của anh em, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Thì mỗi một cây củi thì nó muôn hình muôn vẻ, tùy vào túi tiền, tùy vào kinh tế của các bác, tùy vào kinh tế của anh em. Mình muốn chơi cây tầm nào, từ bên em thì phục vụ các bác, phục vụ anh em từ tầm 4 triệu đổ lên đến tận mười mấy triệu cũng có, đầy đủ từ cấu hình tầm thấp đến tầm cao để phục vụ cho các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình. Trong khi mà lắp ráp bên em mà có lỗi do nhà sản xuất là bên em đã loại bỏ qua hết sang một bên, đổi mới hết cho các bác, cho anh em lúc nào cũng đi test và căn chỉnh, trả video thực tế, đạt độ trụ đến 100%, em trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em, nên các bác và anh em yên tâm nhé. Và giờ em sẽ vào giới thiệu qua về cây kè cấu chi tiết cấu hình của cây này nha các bác nhé. Một là combo và báng chữ L nhé, báng cán cuốc nha các bác nhé, báng cán cuốc chữ L này rất chi là ok nhé. Và combo Q là QK2 nhé các bác nhé, QK2 và cò là cò hệ cò sụp nhé các bác nhé, hệ cò sụp rất chi là ok nhé, rất chi là ok, có chốt an toàn đàng hoàng nhé các bác nhé, chốt an toàn rất chi là ok. Và van là van đờ gem 7075 rất chi ok nhé các bác nhé, có tem mát đàng hoàng nhé, đấy, tem chống hàng giả nhé. Nếu mà cái loại 2 thì nó không có cái đồng vàng nhé các bác nhé, không có đồng vàng. Đấy, bên em thì toàn là hàng loại 1 thôi, lúc nào cũng là hàng uy tín, hàng ok, hàng chất lượng, hàng uy tín các bác nhé. Và thứ ba là bình, em đang sử dụng là bình carbon nhé các bác nhé, bình carbon 0.36 0.36 nhé các bác nhé, rất chi là ok nhé, rất chi là ok, một cây củi rất chi là ok nhé các bác nhé. Đấy, và con giảm thanh là em đang lắp giảm thanh là Azigun, đấy, ôm trọn vẹn đầu cành cho các bác thì rất chi chắc chắn nhé, rất chi là ok nhé. Có cây này là xoáy ốc định tâm đầu cành rất chi chắc chắn nhé các bác nhé. Và cành là đặc biệt là con cành, em đang dùng con cành TK nhé các bác nhé, cành TK Hồng Kông 10 cương vuông rất chi ok, bao test bao trụm cho các bác cứ 80-90 mét, có thể 100 mét các bác nhặt mồi nhé các bác nhé. Con cành rất chi ok nhé các bác nhé. Và con kính, đặc biệt con kính là em đang sử dụng con kính kính Z1000, hàng cao cấp, hàng chống rung chống giật chống nhảy tâm cho các bác, hàng siêu nét nha các bác nhé, rất chi ok, có cả đầu bịt chống thoát và chống lóa mới lại chống bụi cho các bác, rất chi là ok nhé. Một cây cấu hình cũng gọi là tầm khá cho các bác, cho anh em rất chi là ok nhá các bác nhá. Các bác mà bổ kết cây này thì có gì liên hệ cho em qua số điện thoại đầu trang là 0823 835 477, em phục vụ các bác, phục vụ anh em tất cả các loại mặt hàng từ dòng PCB, ví dụ như là côn đô truyền thống FX, phục vụ các bác, phục vụ anh em đầy đủ tất cả mặt hàng. Thì cây này em báo giá công khai cho các bác là hơn 11 triệu đồng nha các bác nhé. Thì các bác anh em có thể muốn chi tiết hơn thì có thể liên hệ cho em qua inbox Zalo và điện trực tiếp, em phục vụ và tư vấn cho các bác, tư vấn cho anh em có một cây củi tốt nhất và ok nhất và chất lượng nhất nha các bác nhé. Dạ vâng, em cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Em hẹn các bác và hẹn anh em
Thì các bác anh em theo dõi kênh thì cho thằng em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực ra những video chất lượng hơn để phục vụ các bác, phục vụ anh em nhiệt tình và tận tình chu đáo. Thì cuối video cho em gửi lời chào, lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những niềm đam mê của mình. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em, hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.